Xin chào tất cả các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với phần dự đoán của chú gà lông xung xuê. Chú gà đến từ huyện Simikai của tỉnh Lào Cai. Đây là phần dự đoán giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Vừa rồi là tiếng gáy đầu tiên của chú gà lông xung xuê trước khi đưa ra một sự lựa chọn dành riêng cho mình. Chú gà lông xung xuê rất nổi tiếng với các dự đoán của mình. Trong quá khứ thì ngoại trừ những trận đấu mà chú gà đoán sai ra thì đa số các trận đấu còn lại chú gà đều có được những sự lựa chọn chính xác. Có lẽ là chú gà đang suy nghĩ và phân vân để có được một sự lựa chọn tốt nhất cho riêng mình. Lúc này thì chú gà đang ngó nghiêng sang đội tuyển Malaysia và sang cả Việt Nam nữa, nhưng vẫn chưa thể đưa ra được sự lựa chọn cuối cùng và tiếp tục gáy. Có vẻ như là lông xung xuê vẫn rất thích gáy. Gáy thì rất nhiều, nhưng lựa chọn thì vẫn chưa thấy. Một sự lựa chọn khó khăn dành đến cho chú gà lông xung xuê. Tiếp tục gáy nữa rồi. Rất ham gáy. Chú gà đã quay sang vị trí của đội tuyển Việt Nam, nhưng lại chổng mông sang phía khán giả, phía mà chúng ta đang nhìn. Và vẫn chưa có được sự lựa chọn cuối cùng. Tiếp tục quay sang Việt Nam. Tiếp tục là một tình huống quay sang Việt Nam nhưng không. Và lại gáy rồi. Chú gà của chúng ta rất thích gáy. Từ nãy đến giờ nếu tôi đếm không nhầm đã có tới 6-7 tiếng gáy. Và đã quay sang Malaysia. Đã quay sang phía vị trí của Malaysia. Nhưng vẫn chưa có sự lựa chọn và chút nữa là ngã. Chú gà đang ngắm nghĩa rất kỹ vị trí của Malaysia. Ngắm nghĩa rất kỹ nhưng vẫn chưa lựa chọn. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi liệu có lựa chọn Malaysia hay không. Không, chưa lựa chọn. Chưa thể lựa chọn được quyết định cuối cùng của mình, dù lúc này đang nghiêng sang Malaysia. Và có lẽ là món ăn chúng tôi sẽ phải đổi thôi. Sẽ phải đổi sang sơn hào hải vị thôi. Cái lúa bây giờ gà nó không thèm ăn. Và lựa chọn cuối cùng của chúng ta đó là Malaysia. Rất tuyệt vời. Như vậy là cuối cùng thì chú gà đã chọn Malaysia sẽ là đội bóng thua cuộc ở trong cuộc đối đầu sắp tới đây. Và xin được chúc mừng Việt Nam. Việt Nam của chúng ta sẽ có thêm một chiến thắng nữa.